Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Hitman Go. Đây là một tựa game mình mới download về. Và đây là một tựa game rất là hay và thú vị. Các bạn có thể xem và nếu mà các bạn thấy hay thì hãy download về và chơi cùng mình. Let's go. Ok, let's go. Ok. Nếu các bạn đi thẳng vào đây thì anh bạn này sẽ bắt các bạn và giết chết các bạn ngay. Cho nên các bạn phải tiêu diệt anh ta trước. Let's go. Level 4. Wow, rất là đông luôn. Let's go. Tiếp nào, xong level 5. Wow, wow, ok. Đây là cái gì đây? Điểm xuống đây. Let's go. Ok, tiếp tục nào. Level 6 đi. Xem có khó không. Có hai viên đá này. Wow, wow, ok, let's go. Wow. Cái này thì sẽ phải. Không được rồi, như vậy thì sẽ sai ngay. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sniper Hollow. Let's go. Một anh đang cầm vali. Đây rồi. Thank you.
một anh chàng đeo. Đây rồi, người ta đây. Anh chàng đeo tai nghe. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Jolly Chica Sleeper. Ok, let's go. Đây là có cả 3 người hay 2. Sẽ đi cái này trước này. Sẽ nói trước này này. Rồi, đã giải cứu con tin thành công. Đây có 2 tin. Giúp một anh chàng này trước, sau đó anh chàng này. Không biết có nên nâng cấp gì không? Vô này đi. Okay, let's go. Wow, một khẩu súng này rất là đẹp luôn. Bắn nhầm mà sang gọi là một người mình muốn bảo vệ rồi. Giữa anh chàng này trước này. Xong. Còn là bắn nhầm rồi. Hô hô. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Perfect Sleeper. Let's go. Rồi, lại xem mình sẽ mở ra xem được những cái gì. 45, 25, 20 tiền. Ồ, thì cũng được gần 100. Thank you.
Wow, super like. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sleeper vào đây. Let's go. Tìm một anh chàng đeo ba lô. Vẫn chưa thấy anh ta nhỉ? Mình sẽ phải tìm ngay anh ta thôi. Đây rồi. Anh ta ẩn náu rất là kỹ luôn. Chàng tóc đỏ mà mặc áo trắng à? Đây rồi. Ok, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Của hãng xây game Rock Rich Rich Rock. Wow, rất là nhiều anh đang cầm từ đúng bom. Oh my gosh, dính đạn rồi. Lại thôi.
vẫn là những cảm tưởng đấy mà. Lại xe khỏe rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Let's go. Rồi ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 8. Jolly Trigger. Jolly Trigger này mới update các bạn ạ. Nhạc khác và các cái cửa nó đều khác luôn. Let's go. Thank you.
Và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo, Sniper. Hitman Sniper. Ok, let's go. Và nhiệm vụ lần này thì mình sẽ phải đi bảo vệ một anh chàng, tránh bọn zombie. Let's go. Ok, mình sẽ phải bảo vệ anh ta. Đây rồi, có một con zombie đang chui lên. Anh chàng này vẫn đang còn không sao. Mình sẽ bảo vệ anh ta. Càng lúc càng đông rồi. Oh my god. The West. I don't know what you're doing up there, but it's working. Wow. I'm almost there. Keep up the cover. Rất là khỏe luôn. Ok, anh ta đã sửa chữa xong rồi. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo.
Let's go. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Sleeper try. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok. Let's go. Rồi, chỉ cần bắn hai viên thôi. Tiếp tục nào. Ồ, anh chàng này vẫn còn sống này. Mình vậy thì mình sẽ phải tiêu diệt anh ta. Bắn lên trên. Tiếp tục anh chàng này. Let's go. Ok, giết được đôn bang rồi. Và đây thì mình sẽ chỉ cần bắn một viên vào đây thôi. Là sẽ chết hết ngay. Rồi, let's go và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.